Hello, xin chào cả nhà. Em quá Cần Thơ miền Tây, chuyên gia bán đồ gia dụng ở địa Nhật ha. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay xin phép giới thiệu một con em này, camera màn hình quá, để em mở. Cái này là camera của thằng Panasonic của Nhật nha. Ngoại hình thì cũng còn đẹp mà nặng lắm nghe không? Con này em chỉ lau chùi thôi, em cũng không biết cách nào thử nữa ha. Bán rẻ bèo, giờ bán luôn 150.000. Đây, trong đây nó có gì trong đây nè, không chụp hình thêm á, này chưa có. Cái này nãy em chưa có chụp cho cái khách xem nè. Đẹp hết ha, màn inox luôn. Ốc inox luôn. Đó, quý khách nào có nhu cầu mua biết xài thì xài, còn không biết thì về nghiên cứu ha. Hay là tìm hiểu hay trưng bày hay giờ mình gắn lên nhà đi, mấy ngăn trộm dòm thấy nó cũng sợ. Bọn không biết còn xài được không, Panasonic ha. Ngoại hình còn quá đẹp. Chùi bọng gì con đầy đủ nè. À, tiếng Nhật không à. Màn hình hả? Ủa, cái ống kính không có bị chạy xước ha, còn đẹp. Rồi, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài thì liên hệ em ha. Qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger. Qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Rồi, em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.